hãy hướng về quả cầu lấp lánh đằng kia để chào đón ban giám khảo. Xin giới thiệu giám khảo John Huy Trần, giám khảo Đàm Vĩnh Hưng và giám khảo khách mời quay trở lại lần thứ hai, thưa quý vị, giám khảo Lan Khuê. Hôm nay Lan Khuê đẹp quá, rất là quyền lực và huyền bí. Nó có cái gì đó, nó cửa đóng then cài rồi nó len lỏi mà nó rất là giam cầm. Cái tự nhiên người ta có cái cảm giác là muốn được tự do, để một thoát nó ra, để mở nó ra, mở những cái cánh cửa huyền bí của tâm hồn người phụ nữ, chứ các bạn đừng nghĩ sâu hơn. Lan Khuê, hãy cho tôi biết cảm giác của bạn lần thứ hai ngồi tại chiếc ghế giám khảo của Bước Nhảy Ngàn Cân. Vì sau một loạt những lời khen của anh Trấn Thành thì tự nhiên thấy trong người nóng rang, má nó cũng đỏ. Thì lần thứ hai trở lại thì Lan Khuê vẫn cái tâm trạng rất háo hức, bởi vì Lan Khuê được nhìn thấy sự cố gắng nỗ lực của các bạn và phần thể hiện của các bạn đã cho Lan Khuê nhiều cái động lực hơn để quay trở lại, bởi vì Lan Khuê biết rằng top 5 nghĩa là những gì tinh hoa nhất và xuất sắc nhất. Cảm ơn Lan Khuê rất nhiều.